Những điều kỳ diệu về trái tim. Tim là một trong những bộ phận rất quan trọng của cơ thể mình và là biểu tượng của tình yêu và sự cho đi vì những lý do như sau. Thứ nhất là trái tim đập liên tục từ khi thai được 4 tuần tuổi cho đến khi con người trở về với cát bụi. Thứ hai là trái tim đập liên tục trong một ngày có thể lên đến 100.000 lần, một năm thì có thể lên đến là 3,6 triệu lần và trong cả cuộc đời thì có thể lên đến 2,5 tỷ lần. Thứ ba là khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi thì thời gian tuần hoàn máu đưa đến các bộ phận và trở lại tim thì đối với phổi là mất 6 giây, đối với não là mất 8 giây và đối với các ngón chân là chỉ mất có 16 giây. Tư là mỗi một ngày tim có thể tạo ra được năng lượng tương đương với lại nhiên liệu cho một chiếc xe tải chạy được quãng đường 32 km. Thứ năm là trừ giác mạc ra thì tim có chức năng là bơm máu và nuôi toàn bộ cơ thể với số lượng lên đến 75.000 tỷ tế bào. Và điều cuối cùng rất là thú vị đó là cái việc tim của những cặp tình nhân có thể đập chung nhịp với nhau nếu như họ nhìn nhau say đắm trong 3 phút. Nói đến đây thì các bạn có thể hiểu được lý do tại sao trái tim là biểu tượng của tình yêu thương và sự cho đi rồi, đúng không ạ? Vì vậy nếu như mình yêu thương và biết ơn đến trái tim của mình thì hãy cố gắng hạn chế. Thứ nhất là rượu bia, thứ hai là thuốc lá, thứ ba là thức ăn nhiều muối và cuối cùng là mỡ và nội tạng của động vật bốn chân. Vì vậy mọi người hãy cùng nương rộng mở trái tim để chia sẻ ngay điều này đến với người thân và bạn bè của mình để tất cả mọi người cùng biết đến nhé. Cầm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.